Tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước đây, Hội chợ làng nghề Việt Nam lần thứ 20 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 năm 2024, tiếp tục là sự kiện xúc tiến thương mại quảng bá thành tựu ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị, tôn vinh các làng nghề, khuyến khích khả năng sáng tạo của các nghệ nhân, thợ thủ công nhằm nâng cao chất lượng, phát triển tinh hoa nghề thủ công truyền thống. Theo ban tổ chức, Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2024 có quy mô hơn 100 gian hàng, trưng bày trên diện tích 1.000 m2 của các đơn vị, doanh nghiệp, nghệ nhân, thợ thủ công, hợp tác xã và các hiệp hội ngành hàng đến từ 31 tỉnh thành phố trong cả nước, tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm phụ trợ cho phát triển ngành nghề nông thôn, sản phẩm ô cốp được đánh giá từ 3 sao trở lên. Trong khuôn khổ Hội chợ làng nghề 2024 còn diễn ra các hoạt động như diễn đàn, hội thảo chuyên đề, trưng bày sản phẩm đạt giải tại hội thi sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hoạt động thao diễn nghề truyền thống của các nghệ nhân làng nghề và gian triển lãm sản phẩm ô cốp tiêu biểu quốc gia. Để tổ chức Hội chợ làng nghề Việt Nam năm 2024 đem lại hiệu quả cao, ban tổ chức đang tích cực quảng bá truyền thông, thiết kế, xây dựng khu trưng bày, xây dựng cơ sở dữ liệu nền tảng số cũng như tiếp nhận đăng ký tham gia của các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên toàn quốc.